Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 12 giờ trưa của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin trưa ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hai phạm nhân trốn khỏi trại giam Xuân Hà như thế nào? Cô giáo bị ném dép có quyền khởi kiện không? Sự thật, vụ học sinh lớp 8 bị thầy giáo đánh gãy xương. Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh. Israel tuyên bố hạ hơn 7.000 binh sĩ Hamas. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa 10 vừa diễn ra mới đây, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã thông tin việc cử tri bức xúc vì chậm được chi trả bồi thường do ảnh hưởng của việc thi công dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận làm thiệt hại nhà ở, vật kiến trúc của hàng trăm hộ dân. Theo ông Vĩnh, quá trình thi công cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã làm hư hỏng nhà, vật kiến trúc của 784 hộ dân với tổng thiệt hại khoảng 5,79 tỷ đồng. Số tiền này công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận và nhà thầu phải có trách nhiệm phải bồi thường cho dân. Tuy nhiên, sau khi cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đi vào hoạt động đã hơn một năm nay, nhưng công tác chi trả thiệt hại cho dân hiện vẫn chưa hoàn thành, khiến nhiều cử tri bức xúc. Qua làm việc giữa công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, đơn vị bảo hiểm, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết, đến ngày 6 tháng 10, chỉ có 209 hộ bị ảnh hưởng được bồi thường, còn lại 575 hộ với thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng chưa được bồi thường. Sau 3 ngày trốn khỏi trại giam Xuân Hà, đóng tại Hà Tĩnh, khoảng 1 giờ 45 phút sáng 9 tháng 12, Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bị bắt. Kết quả điều tra ban đầu xác định, cả hai đã lên kế hoạch trốn trại từ đầu tháng 12, bắt đầu bằng việc ăn trộm mì tôm và lương khô bọc trong túi ni lông, giấu ngoài bãi cỏ. Ngày 6 tháng 12, Thành và Hoàng lao động tại xưởng bóc lông nhãn thuộc đội 28 cùng hàng trăm phạm nhân khác. Khu vực này có rào dây thép gai cao vài mét. Trong lúc chuyển hàng đi tập kết, cả hai tấp nhóm để đi bộ xung quanh khu vực xưởng, thỉnh thoảng cúi xuống đất và như đang nhặt cỏ, nhưng thực chất là lấy mì tôm và lương khô giấu trong người. Tiếp đó, lách qua hàng rào thép gai, đào tẩu khỏi phân trại số 2. Trốn khỏi trại lúc trời đã xế chiều, Thành và Hoàng khai chạy lên núi thuộc khu vực rừng núi giáp ranh hai xã Cẩm Minh và Cẩm Lạc thuộc huyện Cẩm Xuyên. Do trời mưa rét, trên đường đi, họ lấy một bộ quần áo mưa cùng một số tấm ni lông bên tường rào nhà dân để mặc. Đến 1 giờ 45 phút rạng sáng 9 tháng 12, Thành và Hoàng bị phát hiện ẩn nấp tại địa phận xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên. Cảnh sát đã nổ súng thị uy, bắt gọn hai phạm nhân Thành và Hoàng. Lúc này, sau 3 ngày trốn trại, Hoàng cùng Thành đã biểu hiện đói, khát và mệt. Các cán bộ chiến sĩ đã mua bánh mì và nước cho hai phạm nhân ăn uống chống đói. Một cô giáo ở Tuyên Quang bị học sinh ném dép đến ngất xỉu vẫn là chủ đề nóng được bàn tán trên khắp trang mạng xã hội. Theo dõi vụ việc, nhiều người đặt câu hỏi dưới góc độ pháp lý về việc nữ giáo viên có quyền khởi kiện yêu cầu gia đình các em học sinh bồi thường hay không. Theo khoản 5, điều 69, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, trong sự việc có đương sự là người từ đủ 6 đến dưới 15 tuổi, thì việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người này tại tòa án sẽ do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện. Còn theo tiểu mục 3.1, 13 phần 1 Nghị quyết 03/2006/NQ-HDTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, trong trường hợp người gây thiệt hại chưa đủ 15 tuổi, bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của các em học sinh có hành vi lăng mạ, xúc phạm, xâm hại tới danh dự, sức khỏe của cô giáo sẽ phải chịu trách nhiệm về dân sự theo quy định của pháp luật và có thể phải tham gia tố tụng với tư cách bị đơn trong vụ án dân sự nếu gia đình người bị hại khởi kiện. Theo quy định về tố tụng dân sự, nếu giải quyết sự việc bằng pháp luật, cô H có quyền khởi kiện phụ huynh của các em học sinh đã có hành vi xâm phạm tới danh dự, sức khỏe của bản thân và yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với những thiệt hại đã xảy ra trong phạm vi lỗi của các em học sinh này. Theo thông tin mới nhất từ trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, đại diện quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận 5 đã đến thăm hỏi và động viên tinh thần học sinh bị chấn thương trong vụ việc học sinh lớp 8 bị thầy giáo môn công nghệ đánh. Tại buổi thăm hỏi, đại diện gia đình học sinh xác nhận con bị chấn thương phần mềm, không phải gãy xương bả vai như phản ánh trước đó. Trong sáng 9 tháng 12, nhà trường đã có buổi làm việc với các bộ phận liên quan, gồm công đoàn, đội thiếu niên, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. Trước mắt, giáo viên có hành vi đánh học sinh sẽ không được tiếp tục bố trí dạy lớp đó, đồng thời nộp bản tường trình để nhà trường xem xét xử lý theo hướng đúng người, đúng việc, không bao che sai phạm. Ngoài ra, nhà trường cũng phối hợp với gia đình học sinh triển khai các biện pháp chăm sóc sức khỏe, đảm bảo việc học trong thời gian học sinh nghỉ học ở nhà và sau khi trở lại trường học một cách tốt nhất.
Trước đó, sau khi bị thầy giáo bộ môn công nghệ dùng cây anten dạy học đánh vào vai, em HTTA, tên viết tắt, học sinh lớp 8 trường này thấy đau nhiều ở vai trái. Em được gia đình đưa đi khám tại cơ sở y tế. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 12, khả năng cao miền Bắc sẽ đón một đợt rét đậm, rét hại. Không khí lạnh kèm mưa có thể lan sâu xuống các tỉnh phía Nam. Người dân có thể cập nhật thường xuyên thông tin về diễn biến của đợt không khí lạnh này qua các bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Trước đó, trung tâm này dự báo tháng 12 năm 2023 vẫn có thể xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Tháng 12, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất. Tuy nhiên, cường độ các đợt không khí lạnh có xu hướng yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn 1 đến 2 độ. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn từ 0,5 đến 1 độ, có nơi cao hơn nữa. Ngoài ra, trung tâm cũng nhận định thời kỳ từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 12, trạng thái ẩm đến rất ẩm sẽ là chủ đạo tại khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã bắt Đỗ Thành Lý, 32 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú quận Thủ Đức để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, chị TGM, tên viết tắt 23 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú thành phố Thủ Đức, đến công an phường 12 quận 10 trình báo. Cách đây khoảng 1 tháng, chị M có quen một thanh niên qua mạng xã hội Facebook có tên Kevin Đỗ. Sau khi video call, Kevin Đỗ biết cô gái có nhiều tài sản như trang sức, điện thoại iPhone 12 nên hẹn gặp. Trưa ngày 7 tháng 12, nam thanh niên gọi điện rủ cô gái từ Cà Mau lên thành phố Hồ Chí Minh chơi và thuê phòng khách sạn trên địa bàn quận 10. Cô gái sau đó bị nam thanh niên trói tay, lấy đi các tài sản có giá trị. Nạn nhân sau đó trình báo công an bị cướp mất sợi dây chuyền vàng 18K, 5 chỉ, một nhẫn vàng 18K, 5 phân, một lắc vàng 18K, điện thoại di động iPhone 12 Pro Max và 2,5 triệu đồng. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu, 20 tuổi, ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, khi đang vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp. Trước đó, vào khoảng 5 giờ ngày 9 tháng 12, trong lúc đang tuần tra tại địa bàn thị trấn Cửa Việt, Gia Linh, Quảng Trị, tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt phát hiện một nam thanh niên xách theo một túi ni lông màu đen đi bộ từ quốc lộ 9D vào ngôi nhà hoang của khu du lịch ven biển. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi ni lông có chứa khoảng 2.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Hiếu khai nhận số ma túy trên được thuê vận chuyển từ Lao Bảo về vị trí trên để lấy 7,5 triệu tiền công. Công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân một vụ cháy nhà dân vừa xảy ra trên địa bàn. Khoảng 5 giờ 35 phút sáng nay, 10 tháng 12, khói lửa bùng lên từ căn nhà 4 tầng trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6, quận 10. Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh đã hô hoán, kêu cứu và huy động phương tiện tại chỗ tiếp cận khống chế nhưng bất thành. 6 người bên trong căn nhà tháo chạy lên ban công ở tầng 4 và mắc kẹt, không thể tự xuống. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động xe thang cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt vào lúc 5 giờ 45 phút. Cảnh sát đã dùng xe thang đưa tổng cộng 6 người tại ban công tầng 4 xuống đất an toàn. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hại một số tài sản, vật dụng trong gia đình. Công an huyện Phụng Liêm, tỉnh Vĩnh Long vừa mời làm việc Nguyễn Hải Đương, 21 tuổi, quê Bạc Liêu và Nguyễn Văn Phúc, 24 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long về hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 7 tháng 12, công an thị trấn Phụng Liêm phát hiện hai thanh niên đi mô tô có dấu hiệu khả nghi. Người ngồi phía trước mặc quần áo bình thường nhưng mang giày và tất của lực lượng công an, người còn lại trong trang phục cảnh sát cơ động. Ngay sau đó, cảnh sát chặn phương tiện để kiểm tra và mời về trụ sở làm việc. Qua xét hỏi, Đường khai nhận đã đặt trang phục cảnh sát cơ động trên Facebook với giá gần 3 triệu đồng. Sau khi đặt đồ vào ngày 7 tháng 12, Đường mặc trang phục cảnh sát cơ động và đưa cho Phúc giày cùng với tất của ngành công an. Mục đích của cặp đôi là giả danh công an tuần tra để nhắc nhở người vi phạm giao thông theo thỏa mãn đam mê làm công an. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 12 giờ trưa nay. Xung đột Israel-Hamas tiếp tục leo thang căng thẳng, bất chấp việc số dân thường Palestine ở Gaza thiệt mạng từ đầu xung đột đã vượt quá 17.700 người, với 2/3 trong số này là phụ nữ và trẻ em. Theo tờ The Times of Israel, Cố vấn An ninh Quốc gia Israel, ông Tzachi Hanebi nói rằng Mỹ chưa đặt cho Israel thời hạn kết thúc cuộc chiến và ông này đoán xung đột Israel-Hamas không chỉ kéo dài trong vài tháng. Ông Hanebi cho biết Mỹ chia sẻ với Israel mục tiêu trả tự do cho con tin. Đây là một chiến dịch không thể ấn định ngày tháng. Vì vậy, việc đánh giá thời gian đạt được các mục tiêu của cuộc chiến ở Gaza không thể tính bằng tuần.
Vị quan chức cũng cho rằng thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar muốn Hamas chiến đấu đến cùng. Lưu ý rằng lực lượng phòng vệ Israel đã hạ hơn 7.000 binh sĩ Hamas kể từ đầu xung đột. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói rằng nhiều thành viên Hamas đã đầu hàng và khai ra nhiều thông tin của Hamas với lực lượng Israel trong ngày 9 tháng 12. Lầu Năm Góc cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sử dụng quyền khẩn cấp để bán gần 14.000 quả đạn xe tăng cho Israel mà không cần thông qua sự xét duyệt của Quốc hội. Theo hãng tin Reuters, cụ thể, chính quyền ông Biden đã sử dụng đặc quyền khẩn cấp của đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí để cho phép một phần đạn dược gần 14.000 trong số 45.000 quả đạn tăng mà Mỹ định bán cho Israel giao ngay đến Israel mà không cần Quốc hội thông qua. Thương vụ này trị giá 106,5 triệu đô la Mỹ, bao gồm 13.981 quả đạn chống tăng, 120mm đạn xe tăng Tracer cũng như sự hỗ trợ kỹ thuật hậu cần từ Mỹ. Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã trình bày với Quốc hội về vấn đề này, giải thích rằng đạn xe tăng phải được cung cấp ngay cho Israel vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong khi bán vũ khí cho Israel, Washington tiếp tục yêu cầu chính phủ Israel phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và thực hiện mọi bước khả thi để tránh gây tổn hại cho dân thường. Trả lời phỏng vấn hôm 9 tháng 12, đệ nhất phu nhân Ukraine, bà Olena Zelenska cảnh báo rằng người dân Ukraine sẽ rơi vào nguy hiểm nếu phương Tây không tiếp tục viện trợ, theo tờ The Guardian. Bà Zelenska nói rằng Ukraine rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế. Đồng minh Ukraine không thể cảm thấy mệt mỏi vì viện trợ bởi quân Ukraine không chỉ chiến đấu bảo vệ hàng triệu người dân nước mình, mà còn bảo vệ nền hòa bình của thế giới. Theo The Guardian, bà Zelenska đưa ra nhận định trên một ngày sau khi các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ phản đối dự luật viện trợ quan trọng trị giá hơn 60 tỷ USD cho Ukraine. Trong khi đó, xung đột Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục có các diễn biến đáng chú ý. Nổi bật là việc Ukraine cho rằng Nga đang dịch chuyển quân đội và khí tài về hướng thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, để chuẩn bị đổ bộ vào tỉnh Luhansk lân cận. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 9 tháng 12, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv, các thành phố Bakhmut, Ayivka và Marinka cùng thuộc tỉnh Donetsk. Tổng cộng có 45 cuộc đụng độ xảy ra trên các mặt trận trong ngày qua. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 12 giờ trưa. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!